ra ra có thể là đi ra tết thôi của mình, hạn hơn này thì làm về chở bác các bạn, chở bác ngồi trò chuyện với các bạn. Nhà thì cũng chỉ lanh quanh mấy cái việc này thôi, quanh đi còn lại cơm chưa các bạn, lượng hôm nay nhanh lắm các bạn. Bơm cái ba cái chậu xong rồi trả.
rau vừa và chưa nấu canh đấy, nấu cơm không quay ra là vừa. Nhà có lanh quanh ba cái không tên là hết ngày. Trưa thì chẳng nấu cái gì nhiều, ăn thịt lên, thịt cũng thái với ướp rồi, chỉ có vào trần qua thịt băng. Tiêu này có nhiều
quả mình chi lắm ạ. Điều tra dân số đợt 2. Điều tra xong là những ai làm chưa.